Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Nếu như các bạn đang đi tìm cho mình một nhà mạng với một đường truyền nhanh và tốc độ ổn định, nhất là về mạng 3G và 4G, thì hôm nay thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một thông tin khá thú vị đây. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2018 vừa qua thì Viettel chính thức được công nhận là nhà mạng có tốc độ 3 và 4G nhanh nhất tại Việt Nam. Và danh hiệu này được trao bởi ứng dụng Speedtest. Nói về ứng dụng Speedtest thì các bạn cũng quen lắm rồi đúng không? Đây, anh em Việt Nam rất hay sử dụng ứng dụng này để đo đường mạng các thứ này kia. 10% thì có vẻ là muốn test thật, còn 90% còn lại là sẽ test xong rồi là tung lên trên mấy group công nghệ và hỏi là: "Ê các bác, thấy mạng em nhanh không?" Và thực ra ứng dụng Speedtest này là một ứng dụng của công ty, nó có tên là Ookla. Và Ookla là một công ty hoạt động độc lập và thường xuyên là có những cái bài test đối với các nhà mạng. Nói chung là khá là khách quan, và những cái bài test này thì không báo trước. Giống như ở mấy anh công an hay ập vào ba sàn để kiểm tra ấy mà. Và toàn bộ cho những danh hiệu của các nhà mạng này thì nó phải dựa trên những cái dữ liệu từ các bài test của người dùng. Nếu như các bạn vào trang web của Speedtest thì họ cũng giải thích về cái cách thức tính điểm rồi trao danh hiệu thứ nào của họ khá là rõ ràng. Tóm tắt thì là như thế này, thì họ sẽ phải dựa trên cái mức độ phổ biến của bài test. Ngoài ra còn phải dựa trên yếu tố địa lý, tức là sẽ có nhiều bài test được diễn ra tại nhiều nơi trên nước Việt Nam, thì lúc đó họ mới công nhận đó là một nhà mạng của quốc gia. Và sau khi đạt được những yêu cầu như thế này thì Speedtest sẽ bắt đầu là thu thập những dữ liệu từ người sử dụng và bắt đầu tiến hành kiểm tra cũng như là trao điểm cho những cái nhà mạng đấy. Và cái việc thu thập dữ liệu này thì nó cũng cần phải có bộ lọc nhá, chứ không phải là kiểu thu thập một đống về xong tổng hợp lại rồi chia trung bình ra đâu. Cái đấy sẽ nó hơi phức tạp hơn một chút. Theo như mình đọc và tìm hiểu ở đây thì nó sẽ có những cái sample, các bạn cứ hiểu tạm nó là mẫu thử đi, của các bài test sẽ được thực hiện để chọn lọc ra những cái dữ liệu được thực hiện trên những thiết bị độc lập. Cộng thêm nữa để kiểm soát các cái biến số, và mục đích của hai việc này là để đảm bảo cái độ chính xác của những dữ liệu rồi sau khi Speedtest đã tổng hợp lại. Sẽ có một vài yếu tố xảy ra như kiểu là một cách gọi là gian lận của nhà mạng ấy, là sẽ có cùng một thiết bị sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại, cái đấy thì Speedtest họ sẽ loại ra, họ sẽ có bộ lọc nhất định cho những cái yếu tố kiểu dạng như thế này. Và sau đó Ookla sẽ sử dụng một bộ phân tích của riêng họ và dựa trên những cái dữ liệu này bắt đầu chọn lọc ra và bắt đầu tính điểm. Và theo như mình đang nhìn ở đây thì họ sẽ chọn ra tốc độ download và upload trung bình. 90% điểm trao cho nhà mạng sẽ dựa vào tốc độ download và 10% sẽ dựa vào tốc độ upload. Theo như cái cách mà đo mình vừa chia sẻ với các bạn vừa rồi cũng như là thang điểm của Speedtest thì hiện tại Viettel đang đứng đầu ở thị trường Việt Nam với điểm số là 26,21. Với tốc độ download là 28,22 Mbps trên một giây và với tốc độ upload là 13 Mbps trên một giây. Xếp sau đó là chúng ta có nhà mạng Vina và Mobifone, hình như dưới cùng là Vietnam Mobile thì phải, mình nhớ không lầm như vậy. Đây là kết quả của hơn 1,6 triệu bài test của người dùng Việt Nam trong khoảng 6 tháng đầu năm 2018. Và Viettel cũng là nhà mạng đầu tiên được nhận giải thưởng này của Speedtest. Tuy nhiên đấy là bài test của Ookla thôi, còn quan điểm của mình ý, thì thực tế luôn là cái gì mà chứng minh tốt nhất. Và bây giờ thì mình sẽ cùng test thử với các bạn xem là thực sự là tốc độ của Viettel có nhanh hơn là Vina hay là Mobi không nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành speed test thử tốc độ mạng của ba nhà mạng là Viettel, Mobi và Vina. Thì cách thức của mình cũng đơn giản thôi, lắp SIM vào, bật 4G và bật ứng dụng Speedtest lên để cho nó tự nhận cột sóng và mình sẽ không can thiệp gì hết. Rồi, chúng ta sẽ đến và bắt đầu là tốc độ download. Viettel có vẻ đang là nhanh nhất với 26,2 Mbps trên giây. Tốc độ download của Vina và Mobi cũng khá là tốt, bám sát thấp hơn một chút là 25 và 21. Upload thì sao nhỉ? Upload, chạy đi các em ơi. Vina với cả Viettel có vẻ hơi sát nhau nhỉ? Rồi, cuối cùng Viettel vẫn là nhanh nhất này. Khủng khiếp phết. Rồi, và rồi chúng ta đã có một kết quả nó cũng khá là rõ ràng. Và mình thấy rằng điều này thực ra thì cũng dễ hiểu, bởi vì Viettel hiện tại đang là một nhà mạng có nói là khá là phổ biến, gần như là phổ biến nhất tại Việt Nam rồi. Anh em học sinh, sinh viên dùng rất là nhiều, và Viettel cũng có rất nhiều những cái khuyến mãi. Hơn nữa thì cột thu và phát sóng của Viettel nó phải ngang ngửa tầm cột điện với cả cột thu lôi ấy. Thế nên là mức sóng mạnh cũng như là độ phủ sóng khá là rộng là một những điểm cộng rất lớn của Viettel. Và xin chúc mừng Viettel, và mong rằng trong tương lai thì Viettel sẽ tiếp tục giữ vững cái danh hiệu này, cũng như sẽ nâng cấp về một số cái như kiểu là cơ sở vật chất hay là công nghệ để anh em bọn mình, những người dùng sẽ có một tốc độ 3G, 4G, thậm chí nó còn bàn thờ hơn vào thời điểm hiện tại nhá. Đó, video này thì muốn chia sẻ với anh em về một cái thông tin khá hay ho, cũng là một thành tích khá đáng tự hào của Viettel. Theo như mình biết thì chất lượng mạng Viettel ở trong nước chúng ta nó còn tốt hơn khá là nhiều so với cả chất lượng mạng Viettel ở những nước bên cạnh, như kiểu là Thái Lan hay là Malaysia, nếu mình không lầm như thế, Việt Nam đang là tốt nhất rồi. Và đến đây, nếu như anh em nào đang tìm kiếm cho mình một nhà mạng có tốc độ 3G, 4G ngon, ổn định này, nói chung là sóng sánh các thứ tẹt ba tẹt bô để trao thân gửi phận, thì các bạn biết là mình sẽ phải chọn nhà mạng nào rồi đúng không? Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi video này của mình, và nếu thấy hay thì đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của S Channel nhá. Còn bây giờ thì peace, xin chào và hẹn gặp lại.